rất vắng luôn á. Vì khu này thì không có nhiều dịch vụ hay là công ty gì hết. Sao tiện tới đường này nổi da gà vậy ta? Cảm thấy lạnh lẽo quá. Ban ngày thấy rất đẹp, nhưng mà ban đêm thì không hiểu sao lại lạnh như vậy. Mặc dù đi bộ từ nãy giờ thì phải nóng đổ mồ hôi lên. Lạnh hơn con đường lạnh lẽo ở An Bình đó, con đường Nguyễn Hoàng Trần Phú đó. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới tốt lành. Và hiện tại Sài Gòn bây giờ là hơn 8 giờ tối. Chúng ta đang có mặt ở đây là đường Tôn Đức Thắng. Trước mặt chúng ta đó là tu viện Thánh Du Xe. Và ngày hôm nay con đường Tôn Đức Thắng chúng ta nhìn không ra rồi ha. Tất cả những hàng cây ở đây đều đã không còn, để đổi lấy một cái công trình đó là tuyến tàu điện ngầm Metro. Và bữa sẽ có một cái cầu Thủ Thiêm đi từ quận 2 đi qua con đường này. Và theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đi đến bến Bạch Đằng. Và hướng ngược lại mình sẽ đi đến chợ Bà Chiểu. Bên đây là đại lộ Thống Nhất, con đường Lê Duẩn nè. Đi đến Thảo Cầm Viên đó. Và hôm nay sẵn tiện đi bộ rồi, em dẫn bà con mình đi một vòng. Bây giờ mình sẽ đi đường Nguyễn Du đi, một trong những con đường rất đẹp ở Sài Gòn ban ngày, nhưng mà mình không biết ban đêm nó như thế nào. Thì hôm nay nhân chuyến đi bộ về đêm thì em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng rảo bước ha. Bây giờ mình sẽ đi bên đây hay bên kia đường đây, mình đi bên đây đường đi ha. Đối với con đường này thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một cái nhà quán ăn cũng rất nổi tiếng về ban ngày, đó là miếng gà Xuân Thưởng, miếng chửi đó. Và chúng nữa chúng ta sẽ đi ngang cái bệnh viện, đó là bệnh viện RAN, cũng là bệnh viện nhi đồng ngày nay đó. Con đường này về đêm thì cũng vắng chứ không có đông. Vắng vẻ quá. Nó là rất vắng luôn á. Vì khu này thì không có nhiều dịch vụ hay là công ty gì hết. Nên thật ra ở đây đường này rất vắng. Ngày xưa ở đây có cái đồi rất cao nè. Bên hông có cái nhà thờ. Và những nhà ở đây không biết ngày nay thì tại sao không xây mới, nằm ở giữa cái khu trung tâm như thế này. Và nói chung con đường này tự nhiên cảm thấy rất là lạnh lẽo luôn á nha, không hiểu vì sao luôn á. Mà nhìn trước nhìn sau là không thấy bóng người luôn. Theo hướng này là đường Chu Mạnh Trinh.
đường Chu Minh Trinh đi đến nhà thờ mà em không nhớ tên nhà thờ là nhà thờ gì. Tiện tới đường này nổi da gà người ta cảm thấy lạnh lẽo quá. Ban ngày thấy rất đẹp nhưng mà ban đêm thì không hiểu sao lại lạnh như vậy, mặc dù đi bộ từ nãy giờ thì phải nóng đổ mồ hôi lên. Lạnh hơn con đường lạnh lẽo ở An Bình đó, con đường Nguyễn Hoàng Trần Phú đó. À, bây giờ mới 8 giờ thôi nhưng mà mình cảm thấy vắng vẻ. Bên kia là bệnh viện Nhi Đồng. Bệnh viện Nhi Đồng là bệnh viện cho các trẻ em thôi. Chuyên khoa nhi. Đi đến đây thì chúng ta cảm thấy ở đây hơi đông đông tí, tấp nập tí. Còn mình nhìn lại con đường lúc nãy mình vừa đi nè. Đó. Vắng ghê chưa? À, bên kia thì có những cái quầy tạp hóa như bán bình thủy rồi bán tã sữa cho các thân nhân của các bé. À, đây là con đường Mạc Đĩnh Chi nè. À, con đường này đi ra cái đại lộ Lê Duẩn. Đây là viện khoa học và công nghệ. À, bây giờ mấy anh chị này mới tan sở. Không. À, mình nhìn lại bệnh viện Nhi Đồng nè. À, bên kia bên mặt đường Nguyễn Lý Tự Trọng Gia Long á thì cái kiến trúc cũ, còn bên đây thì mới xây sau này. Nói chung con đường nào mà có bệnh viện á, thì con đường đó cảm thấy rất là lạnh lẽo, rất là buồn và ban ngày rất là tấp nập. À, nó trái ngược với ban đêm. À, cho thuê giường võng 10.000. À, 10.000 một ngày, một đêm để cho các cảnh không? Không. Đứng cảnh ngồi đây nói chuyện chơi. Trời. Cho các phụ huynh là ngủ tạm. Mà mình đi qua cái đoạn đó thì cái không khí, cái không gian nó khác à. Nó sao ta, cái sự vắng vẻ của nó không còn. À, đến đoạn này thì mình thấy sung túc hơn, sâm tụ hơn. Cái đoạn nãy lạnh quá.
hay là tại em sợ má ta? À, không biết ngày xưa cô chú anh chị có đi đi bộ qua con đường này không ha? Và nếu mà các anh chị ở xa mà chúng ta muốn biết về con đường này về đêm thế nào thì thông qua video này chúng ta sẽ biết được ha. Một đoạn vắng vẻ và một đoạn đông đúc. À, bên cánh phải chúng ta đó là khách sạn 5 sao nè, Continental Intercontinental. À, còn ở Sài Gòn ngay khu nhà hát thành phố thì là hình như là Sài Gòn Continental, không có Inter. À, trước mặt chúng ta đó là con đường Hai Bà Trưng, phía trước bên cánh phải là bưu điện, bên cánh trái là trường Ta Be, La Salle Ta Be. Đó, mình nhìn ở khách sạn 5 sao mình vừa đi qua nè. Intercontinental. À, lại con đường Nguyễn Du. Con đường Nguyễn Du về đêm. À, một đoạn này ồn ào náo nhiệt. À, và cái đoạn lúc nãy chúng ta đi qua rất là vắng vẻ. Rồi, chúng ta qua đường thôi. Bên cánh trái là trường La Salle Ta Be nè, là ngày hôm nay là trường Trần Đại Nghĩa, mà có một cái phần cho thuê bán cà phê nè, Pacifico nè. À, một góc của trường, nhưng mà ngày nay hình như cái góc này không phải của trường. À, đi tới tí nữa thì có cái cổng vô nè. Có lẽ cổng chính ngày xưa là nằm ở bên đường Lý Tự Trọng á. À, cổng này là cổng phụ thôi. À, chúng ta sẽ đi qua đường ha. Để mình xem hình ảnh bên đây như thế nào. Ở đây rất đông các bạn trẻ ngồi uống cà phê. Ban ngày thì miếng gà Xuân Cảnh, nãy em nói lộn là Xuân Thưởng. À, bên kia là showroom bán iPhone EDC. Showroom đó nằm trong cái khuôn viên của bưu điện. À,
bên kia là nhà thờ Đức Bà nè. Và bưu điện, trung tâm Sài Gòn. Video Trâm xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Một số hình ảnh ở con đường Nguyễn Du, một đoạn ngắn để bà con xem chơi cho vui ha, để mình cập nhật cái hình ảnh của Sài Gòn về đêm ở con đường Nguyễn Du như thế nào. Và hôm nào chúng ta sẽ đi ban ngày để mình thấy rõ hơn cái khung cảnh của nó ra sao, mát mẻ thế nào. Nhưng mà về đêm thì lạnh lẽo thế này. Buổi tối ở nhà thờ Đức Bà rất là đẹp ha. Mặt tiền này. Nhìn qua đây là con đường Đồng Khởi nè. Theo thẳng hướng này cũng là Nguyễn Du đi lên Cách mạng tháng 8, Lê Văn Duyệt ngày xưa đó. Và con đường Đồng Khởi bên đây đi thẳng hướng về bến Bạch Đằng. Đó,